Trong một ngôi làng nhỏ ven rừng, có một chú mèo đặc biệt. Chú mèo bước đi chậm rãi, trên lưng là một chiếc mai rùa sáng bóng. Chú mèo này không như bao chú mèo khác. Trên lưng chú là một chiếc mai rùa mà không ai biết từ đâu mà có. Chú mèo dạo chơi trong làng, mọi người xung quanh tỏ vẻ thích thú. Chú mèo thường dành cả ngày để khám phá những góc nhỏ của làng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Chú mèo dùng mai rùa để che mưa hoặc tránh nắng, tạo nên cảnh tượng hài hước. Chiếc mai không chỉ là điểm đặc biệt mà còn là lá chắn hoàn hảo giúp chú vượt qua mọi thời tiết. Một ngày đặc biệt, chú mèo tình cờ gặp một chú rùa thực sự, cả hai nhìn nhau tò mò. Chú mèo gặp một người bạn mới. Họ cùng nhau khám phá, chia sẻ những câu chuyện thú vị, chú mèo và rùa ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn. Và từ đó, chú mèo mai rùa đã tìm thấy một người bạn đồng hành trong những cuộc phiêu lưu mới. Cảm ơn khán giả đã theo dõi. Mời xem thêm các video hay đọc lạ hấp dẫn khác trên kênh. Đừng quên đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận tất cả thông báo, không bỏ lỡ video mới trên kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại khán giả trong video tiếp theo.